hơn 488.000 tỷ đồng đang cho vay các dự án xanh. Số tiền giải ngân tăng gấp 6 lần kể từ năm 2015 đến nay. Các luồng vốn xanh đang dần bắt nhịp với các dự án xanh. Tiếp tục câu chuyện về xu hướng phát triển xanh mà VTV Money đã liên tục đề cập đến trong các chương trình gần đây. Tài chính kinh doanh tối nay sẽ dành phần lớn thời lượng để nói về tín dụng xanh, cũng chính là nguồn vốn dành cho các dự án xanh, tức là những dự án thân thiện, giảm thiểu tác hại với môi trường trong mọi lĩnh vực cũng như là mọi ngành. Và đây cũng là một trong những nội dung chính trong chương trình tạp chí kinh tế đặc biệt Net Zero được chúng tôi thực hiện và phát sóng trong dịp mùng 2 Tết Nguyên đán vừa qua. Thưa quý vị, xanh hóa tín dụng là một trong những hành động được ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra trên toàn cầu, nhằm đạt được mục tiêu kép là vừa tăng trưởng kinh tế lại vừa bảo vệ được môi trường. Và Việt Nam của chúng ta là một trong những quốc gia đang thu hút rất là nhiều nguồn vốn xanh từ quốc tế. Cụ thể là chỉ tính riêng trong 2 năm là năm 2021 và năm 2022 thì đã có hơn 7 tỷ đô la Mỹ nguồn vốn nước ngoài đổ vào Việt Nam, mà phần lớn ở đây là dành để cấp cho các dự án xanh nhằm giảm thiểu tác hại với môi trường cũng như hạn chế phát thải. Dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bạc Liêu, tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng. Nhờ vay nguồn vốn xanh, dự án đã hoàn thiện, đóng góp thêm nguồn năng lượng tái tạo quan trọng vào lưới điện quốc gia. Phía tài trợ vốn cũng đã nỗ lực cũng như là hỗ trợ tất cả các thủ tục để đảm bảo được cái tiến độ giải ngân được nhanh nhất cho nhà thầu cũng như là nhà đầu tư. Dự án này cũng được tăng gấp 3 lần hạn mức tín dụng để mở rộng quy mô, nhà máy xử lý rác thải, đốt rác nhưng thu hồi nhiệt. Thay vì xả ra môi trường thì nhiệt được thu lại để tái sản xuất. Dự án xanh đã nhận được dòng vốn xanh ưu đãi. Với mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến là sẽ trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xử lý chất thải và xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn. Tức là chất thải của một quá trình sản xuất này là nguyên vật liệu của quá trình sản xuất khác. Các chính sách ưu đãi về lãi suất cùng với sự hỗ trợ tư vấn nhiệt tình của đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn cao đã tiếp sức cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Trong 2 năm trở lại đây, số lượng tổ chức nước ngoài cấp vốn cho tín dụng xanh ở Việt Nam đã tăng gấp 2,5 lần so với những năm trước đó. Tiềm năng thu hút đầu tư còn rất lớn. Việt Nam đang ở giai đoạn đầu tiên, tài chính xanh hiện đang cho vay ở các dự án năng lượng tái tạo. Vì thế ở Việt Nam có rất nhiều dư địa và cơ hội để mở rộng nguồn vốn cho tài chính xanh. Chỉ cần một vài điều chỉnh nhỏ vào đầu tư xanh thì có thể giải phóng hàng tỷ đô la Mỹ. Nhờ nguồn vốn tài trợ từ nước ngoài nên tín dụng xanh thường có mức lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5 đến 1% một năm so với thông thường, tùy thuộc vào tính hiệu quả của từng dự án. Và nguồn vốn quốc tế có lãi suất thấp hơn lại được ưu tiên giải ngân, tín dụng xanh có vẻ thực sự là hấp dẫn. Và tôi thấy là ngày càng nhiều ngân hàng đang đưa ra các gói vay xanh, chị Trinh ạ. Vâng, và đúng là tín dụng xanh đang ngày càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên thì vốn xanh vẫn còn là điều khá khiêm tốn, cụ thể là mới chiếm có 4,1% tổng dư nợ cho vay. Nguyên nhân một phần là bởi vì hiện vẫn chưa có một quy định thống nhất về việc thế nào là danh mục dự án xanh, khiến cho cả doanh nghiệp cũng như cả ngân hàng đều gặp khó khăn. Chưa có tiêu chí thống nhất về dự án xanh nên mỗi ngân hàng lại thẩm định theo tiêu chí riêng. Dù các ngân hàng đã chủ động hợp tác với các đối tác nước ngoài và các cơ quan chức năng để đào tạo cán bộ thẩm định, đánh giá rủi ro, nhưng đến nay quy trình này vẫn còn nhiều vướng mắc. Khi cấp tín dụng xanh là một lĩnh vực mới, đòi hỏi yếu tố kỹ thuật với môi trường, nên gây khó khăn cho cán bộ tín dụng trong việc thẩm định, đánh giá hiệu quả của dự án, khả năng trả nợ của khách hàng, cũng như còn một số vướng mắc trong việc giám sát và quản lý rủi ro khi cấp tín dụng do thiếu quy định. Nhằm tháo gỡ khó khăn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo tiêu chí với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh. Ngân hàng Nhà nước cũng vừa ban hành thông tư 17 hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường là cơ sở quan trọng để khơi thông dòng vốn xanh. Chúng tôi có cái sự phối hợp để làm sao tạo được cái cơ chế, một cái hành lang pháp lý tương đối thuận lợi rõ ràng để các tổ chức tín dụng mạnh dạn để tập trung cái nguồn lực cho cái lĩnh vực này. Cái thứ hai nữa thì chúng tôi cũng đã và ban hành một cái chương trình hành động tổng thể cho toàn ngành. Nhưng trước hết là các tổ chức tín dụng để hướng các dòng vốn, tập trung các nguồn lực vào những cái lĩnh vực tín dụng xanh. Để tiếp tục khuyến khích tín dụng xanh, nhiều ý kiến cũng đề xuất
ngân hàng nhà nước cần có những chính sách ưu đãi riêng cho các ngân hàng thương mại tham gia giải ngân dự án xanh, đồng thời tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để các bên có thể áp dụng thống nhất, góp phần đơn giản thủ tục cho vay. Tín dụng xanh đang là xu hướng của ngành tài chính toàn cầu, nhằm hướng đến sự phát triển hài hòa, cân bằng giữa kinh tế và môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Việt Nam cần kịp thời nắm bắt được cơ hội từ các nguồn vốn xanh, cả trong nước và quốc tế. Đây cũng là nguồn lực tài chính quan trọng để chúng ta đạt được cam kết phát thải ròng về 0% vào năm 2050. Vâng, và những phân tích chuyên sâu hơn về xu hướng xanh đã được VTV Money phát sóng trong tạp chí kinh tế đặc biệt Net Zero. Quý vị có thể tìm xem lại trên các ứng dụng cụ thể như VTV Go để theo dõi thêm.